Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình và tiếp theo đây sẽ là những bản tin Hoa Kỳ. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Phần tin Hoa Kỳ tiếp theo của chúng tôi cho biết rằng cơ quan NASA xác định Nga không rút khỏi trạm quốc tế ISS. Thông tấn xã Reuters đưa tin các quan chức tại cơ quan NASA của Hoa Kỳ cho biết mặt tư khoa thông báo rằng phi hành gia của Nga tiếp tục hoạt động tại trạm vũ trụ ISS cho tới khi trạm vũ trụ mới của riêng họ vận hành. Tổng giám đốc tập đoàn hàng không vũ trụ của Nga Roscosmos, đó chính là ông Yuri Borisov, trong ngày 26 tháng 7 đã gây bất ngờ cho cơ quan NASA khi thông báo rằng Nga dự định chấm dứt quan hệ lâu dài với trạm vũ trụ quốc tế ISS sau năm 2024. Và sau đó thì vị giám đốc cơ quan NASA phụ trách hoạt động không gian, đó chính là Katie Luders, cho biết rằng các quan chức Nga thông báo với cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ rằng Roscosmos muốn tiếp tục hợp tác tới khi họ đưa trạm vũ trụ Nga có tên là Ross lên quỹ đạo. Bà nói rằng chúng tôi không nhận được bất cứ dấu hiệu nào ở mọi các độ làm việc cho thấy mọi thứ đã thay đổi. Đồng thời cũng cho biết quan hệ của cơ quan NASA với công ty Roscosmos vẫn tiếp tục như bình thường. Trước đó trong ngày 27 tháng 7 thì công ty Roscosmos cũng đã đăng tải trên trang web một cuộc phỏng vấn với vị giám đốc điều hành của Nga tại trạm vũ trụ ISS. Ông nói rằng Nga phải tiếp tục ở lại đây cho đến khi quỹ đạo mới được hoạt động. Solovyov dự kiến sẽ đưa Ross lắp đặt hoàn chỉnh trong năm 2028. Trạm vũ trụ ISS là một phòng thí nghiệm khoa học có kích thước bằng một sân bóng đá, quay quanh trái đất ở độ cao 400.000 km. Các bộ phận của ISS do Nga và Hoa Kỳ chế tạo phụ thuộc lẫn nhau về mặt kỹ thuật. Trong hơn 2 thập niên qua thì Nga và Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu chương trình hợp tác, đó chính là đưa phi hành gia lên trạm ISS với sự tham gia của các quốc gia như là Canada, Nhật Bản và 11 quốc gia của châu Âu. Chương trình vận hành ISS này là một trong những hợp tác cuối cùng giữa Hoa Kỳ và Nga trong bối cảnh căng thẳng giữa hai quốc gia tiếp tục leo thang. Tuy nhiên, số phận của trạm ISS thành câu hỏi sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa tại Ukraine. Các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận kéo dài sự tham gia của Nga trong chương trình ISS sau năm 2024. Ngoài ra, NASA, Roscosmos và các đối tác khác cũng chịu trách nhiệm vận hành trạm vũ trụ dự kiến thảo luận trong ngày 29 tháng 7 về tiếp tục sự hiện diện trên trạm vũ trụ tới năm 2030. Quay trở lại những bản tin về kinh tế, thưa quý vị, chứng khoán tại Hoa Kỳ lao dốc sau cảnh báo của công ty Walmart. Trong phiên giao dịch vào ngày 27 tháng 7, các chỉ số chính của chứng khoán Hoa Kỳ đều giảm điểm sau khi cảnh báo về lợi nhuận của công ty Walmart kéo tụt một loạt cổ phiếu bán lẻ, thưa quý vị. Cùng với đó thì dữ liệu về niềm tin của người tiêu dùng yếu và điều này làm dấy lên lo ngại về chi tiêu tiêu dùng tiếp tục sụt giảm. Giá cổ phiếu của công ty Walmart sụt tới 7.6% sau khi công ty bán lẻ khổng lồ này hạ dự báo lợi nhuận cả năm với lý do lạm phát thực phẩm và nhiên liệu. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty Target cũng đã mất 3.6% giá trị. Còn cổ phiếu của Amazon thì giảm 5.2%. Chỉ số bán lẻ S&P 500 giảm 4.2%. Và đến lúc đóng cửa, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 228.5 điểm, xuống còn 31.761.54 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng đã mất tương đương 1.15%, xuống còn 3.921.05 điểm. Chỉ số Nasdaq còn sụt mạnh hơn khi mà mất, xuống còn 11.562.58 điểm và mức giảm này tương đương khoảng 1.87%. Đến ngày 26 tháng 7 vừa qua thì dữ liệu được công bố cho thấy niềm tin của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng một năm rưỡi qua, với mối lo ngại thường trực về lạm phát tăng cao và lãi suất
cũng cao. Ông Peter Cardillo, nhà kinh tế thị trường tại Spartan Capital Security ở New York cho biết rằng đa số các công ty báo cáo kết quả kinh doanh đều vượt dự báo, nhưng tất nhiên cũng có một số cảnh báo và thị trường lại tập trung vào điều này. Amazon là cổ phiếu giảm mạnh nhất trong Nasdaq. Nhóm cổ phiếu bán lẻ cũng đã dẫn đầu về mức giảm trong nhóm ngành của S&P 500. Amazon trước đó cho biết sẽ tăng chi phí giao hàng và dịch vụ phát video online RAM ở châu Âu tới 43% trong một năm, thưa quý vị. Tiếp theo bản tin cho biết rằng làn sóng nghỉ việc tại Tòa Bạch Ốc gia tăng khi mà có thêm một nhân viên cấp cao lại rời đi. Trong ngày 26 tháng 7, thưa quý vị, ông Michael LaRosa, thư ký báo chí của bà Jill Biden xác nhận sẽ rời Tòa Bạch Ốc. Và ngày thứ Sáu 29 tháng 7 sẽ là ngày làm việc cuối cùng của ông. Ông LaRosa trước đây từng là nhà sản xuất của đài truyền hình MSNBC, tham gia chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden trong năm 2019. Ông làm phát ngôn viên của bà Jill Biden trước khi ông được bổ nhiệm làm thư ký báo chí cho bà vào tháng Giêng của năm 2021. Các bản tin cho biết ông LaRosa có kế hoạch gia nhập vào Hamilton Place Strategies, một công ty quan hệ công chúng có trụ sở tại thủ đô Hòa Thịnh Đốn. Hiện nay, chưa rõ ai sẽ được chỉ định để thay thế ông làm phát ngôn viên của bà Jill Biden. Sự ra đi của ông LaRosa diễn ra vài tuần sau khi bà Jill Biden gây tranh cãi vì so sánh cử tri gốc Tây Ban Nha với món điểm tâm taco và phát âm sai từ bodega ở một cuộc meeting tại San Antonio, Texas. Sau đó, ông LaRosa đã thay mặt bà để gửi lời xin lỗi. Trong những tháng gần đây, thì Tòa Bạch Ốc chứng kiến làn sóng nghỉ việc của viên chức truyền thông hàng đầu. Cựu thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc, đó chính là bà Jen Psaki, cũng đã nghỉ việc vào đầu năm nay, trước khi thư ký báo chí đương nhiệm là bà Karine Jean-Pierre thay thế. Phát ngôn viên trưởng của bà Kamala Harris, đó chính là bà Simone Sanders, cũng đã rời vị trí của mình vào cuối năm 2021. Và rồi sau đó là hàng loạt các phụ tá hàng đầu của bà Harris, như là bà Tina Flora, bà Ashley Etner và ông Vincent Evans cũng đã nhanh chóng nối gót những người trước đây. Trong đó, tháng 7, thì giám đốc truyền thông Tòa Bạch Ốc là Kate Bedingfield cũng đã được xác nhận là sẽ từ chức. Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc là Ron Klain cho biết bà Bedingfield đóng một vai trò to lớn tại đây. Nhưng bây giờ bà sẽ dành thời gian nhiều hơn cho người chồng và các con nhỏ của bà. Liên quan tới giá xăng dầu, thưa quý vị, người dân tại Hoa Kỳ bớt lái xe mà vì thế giá xăng giảm 17 cent trong tuần qua. Giá xăng tại Hoa Kỳ đã giảm thêm 17 cent cũng như là 3 cent trong ngày 26 tháng 7 và một trong các lý do giải thích điều này là do người dân đã bớt lái xe. Trong ngày 26 tháng 7 thì Hiệp hội AAA nói rằng giá trung bình một gallon xăng là 4.32 Mỹ Kim, thấp hơn 3 cent so với một ngày trước đó và ít hơn 17 cent so với những ngày tuần trước. Khoảng một tháng trước thì giá trung bình một gallon xăng là 4.90 Mỹ Kim. Hiệp hội AAA cũng cho biết dữ liệu thu thập mới nhất của họ cho thấy 64% người được phỏng vấn xác nhận rằng họ đang thay đổi việc sử dụng xe hoặc là thay đổi các cách sống để thích ứng với vấn đề giá năng lượng tăng cao. Trong số này có tới 90% nói rằng đang ít lái xe hơn và 74% nói rằng đang chuẩn bị kỹ để có thể làm việc nhiều hơn mỗi lần lái xe ra khỏi nhà. Và theo các giới chức cũng cho biết rằng có hơn 50% người được thăm dò nói rằng họ sẽ giảm bớt mua sắm, giảm bớt đi ăn tiệm và có 30% người khác thì sẽ hủy các chuyến du lịch hoặc là không mua các món đồ đắt tiền cho năm nay. Trong bản thông cáo báo chí đưa ra trước đó thì Hiệp hội AAA cũng cho biết nhiều người đã hoãn việc đi du lịch năm nay với giá xăng tiếp tục tăng trong tình trạng bất ổn và người tiêu dùng nhiều phần sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho nhiên liệu so với những năm trước đây. Giá xăng hiện nay cao nhất ở miền Tây Hoa Kỳ, nơi mà các tiểu bang có giá cao như là California, Idaho, Nevada, Oregon và Washington vẫn còn giá hơn 5 Mỹ Kim cho một gallon xăng. Giá xăng hiện nay rẻ nhất là ở Texas và vùng đông nam của Hoa Kỳ. Giá xăng trung bình tại tiểu bang Texas là 3.82 Mỹ Kim cho một gallon. Tiếp theo là tiểu bang South Carolina với giá 3.84 Mỹ Kim và tiểu bang Georgia là 3.86 Mỹ Kim. Ngoài ra, 11 tiểu bang khác trong khu vực đông nam có giá xăng trung bình dưới 4 Mỹ Kim. Người lái xe cũng có các biện pháp khác để giảm chi phí như là đi chung xe khoảng 16%. Ngoài ra là dùng các loại xe ít tốn xăng hơn 13%. Và ngoài ra là dùng hệ thống chuyên chở công cộng và có khoảng 5% người sử dụng hệ thống này, thưa quý vị. Sang qua California, bản tin của chúng tôi cho biết rằng
giết người trước xe bắn Taco ở thành phố Santana, bị cáo lãnh án từ 31 năm tù cho đến chung thân. Theo The Voice of Orange County đưa tin, một bị cáo từng bị bắt với tội danh cướp giật hàng loạt và giết người trước xe bắn Taco tại thành phố Santana vào năm 2018, vừa mới bị kết án từ 31 năm tù cho đến chung thân. Theo tờ nhật báo The Orange County Register, bị cáo Junior Gill, 28 tuổi, bị kết án 31 năm tù đã vì bắn chết một nạn nhân là anh Jesse Ruben Gomez trước một xe bắn Taco vào tháng 12 năm 2018. Theo đó, vào ngày 9 tây tháng 12 2018, nhân viên cục lực có mặt tại ngã tư đường Kilson và đường San Andreas ở thành phố Santa Ana vào lúc 5 giờ 20 chiều. Lúc đó, một nhân chứng cho biết là một vụ cướp xảy ra gần đường mòn xe đạp tại khu vực này. Một số nhân chứng khác và một số nạn nhân bị cướp mô tả nghi can cho cảnh sát. Sau khi vụ nổ súng xảy ra, chú của nạn nhân Gomez đã tìm cách sơ cứu cho người cháu trai của mình trong khi đợi cảnh sát đến. Ông cho biết ông đang đứng ngoài nhà trong khi cháu trai đi mua taco tại một xe bán thức ăn lưu động và sau đó ông nghe tiếng súng nổ. Ông quyết định lái xe đến đó thì thấy cháu mình đã bị thương. Ngoài tội danh giết người, bị cáo Junior Gill còn bị kết tội cướp giật và bị bồi thẩm đoàn tăng bản án vì đã sở hữu súng và tham gia các băng đảng. Tuy nhiên, hồ sơ tòa án cho thấy anh ta không bị tăng bản án vì tham gia băng đảng mà chỉ bị tăng bản án vì sở hữu súng và bản án cuối cùng cho bị cáo Junior Gill là từ 31 năm cho đến tù chung thân. Một lần nữa, mình Khoa xin phép tạm ngưng chương trình và sẽ quay trở lại ngay với những bản tin tổng hợp tiếp theo.